Hello, xin chào mọi người đến với chuỗi video Sharing Corner. Thì trong ngày hôm nay tôi sẽ nói đến một topic liên quan đến lộ trình thăng tiến của một developer hay là một lập trình viên như thế nào. Ok, thì về cơ bản là khi bạn bắt đầu một công việc nào đó thì chắc chắn là bạn sẽ đặt một câu hỏi là tôi làm vị trí này thì sau này tôi sẽ đạt được cái vị trí cao hơn là như thế nào. Đấy. Thì trong ngày hôm nay thì tôi sẽ trình bày cho bạn cách là một cái lộ trình thăng tiến của bạn. Và sau khi từ khi bạn làm junior developer đến đến sau này thì bạn có thể phát triển được đến những cái vị trí nào. Thì về vị trí khá cao thì tôi cũng không nói ở đây, nhưng tôi sẽ nói những vị trí nào tôi sẽ cảm thấy nó sẽ thích hợp nhất cho đối với các bạn. Ok, chúng ta bắt đầu nhá. Thì đầu tiên là gì? Đầu tiên là khi bạn mới ra trường đúng không? Bạn mới tốt nghiệp, bạn đi xin việc thì chắc chắn là bạn là người chưa có kinh nghiệm nhiều. Thì lúc đó bạn sẽ được đánh giá là cái title, cái công việc của bạn là bạn sẽ là Junior Developer. Đấy. Junior Developer là gì? Như mình đã nói trong một cái bài nói ngày hôm qua thì là Junior Developer hay chúng ta gọi là Junior Dev thì là những người có ít kinh nghiệm, những người mới ra trường. Thì hầu như là về cơ bản là hiện tại những người Junior Dev là chỉ nắm được các ngôn ngữ lập trình về mức ở mức căn bản. Và cũng hầu như là ở trên mức lý thuyết là chính, đúng không? Tại vì sao? Tại vì thì họ chưa có những cái dự án làm thực tế. Đấy, đại đa số là vậy nhá, mình không còn một số bạn là cũng khá mới ra trường nhưng thực ra cũng khá nhiều kinh nghiệm. Tại vì sao? Tại vì họ đã làm khá nhiều dự án khi họ đi học này, họ thêm làm thêm dự án bên ngoài hay là họ đã học ở các trung tâm đào tạo lập trình viên hạn thì họ sẽ được làm các dự án gần như dự án thật để bảo vệ cái môn học của các bạn ấy hay bảo bảo vệ bằng tốt nghiệp vân vân. Thì đầu tiên là xuất phát điểm bạn sẽ là junior dev đúng không? Sau một thời gian khi bạn đã tích lũy được nhiều kinh nghiệm rồi, bạn sẽ move từ junior dev lên senior dev. Đấy. Thì thường thường là senior để được đánh giá là senior dev ấy, chúng ta có ít nhất phải là từ 3 năm kinh nghiệm trở lên. Thì thường thường là từ 3 đến 5 năm kinh nghiệm là chúng ta sẽ đánh giá là bạn dev này có phải là senior hay không. Đấy. Ok. Thì bạn senior là những người như thế nào? Senior thứ nhất là những người có khá nhiều kinh nghiệm và kinh nghiệm ở đây là kinh nghiệm thực tế họ làm trên các dự án. Đấy. Họ trải qua rất nhiều dự án thì họ tích lũy nhiều kinh nghiệm và họ xử lý tình huống, xử lý vấn đề một cách rất nhanh chóng đúng không? Thay vì khi mình gặp một vấn đề vướng mắc trong dự án thì những bạn junior dev ấy là sẽ mất rất nhiều thời gian tại vì họ rất bỡ ngỡ với những cái lỗi xảy ra. Hầu như tất cả các lỗi xảy ra đều là mới với họ đúng không? Nên họ sẽ rất mất nhiều thời gian để nghiên cứu lỗi là gì và đi tìm hiểu cách fix như thế nào. Ngược lại những bạn senior dev ấy thì là những bạn đã có kinh nghiệm và có thể những lỗi xảy ra họ đã gặp khá nhiều lần. Đấy. Nên họ biết cách xử lý như nào cho hợp lý. Ok. Tiếp theo khi bạn là ở vị trí senior dev rồi ấy, thì nếu bạn tích lũy được nhiều kinh nghiệm đấy, bạn có và cộng thêm nữa bạn có khả năng bạn ấy quản lý được thời gian tốt này, bạn quản lý được cái công việc tốt liên quan task này, giao task tốt này, hay bạn quản lý được cái một vài member nào đó thì lúc đấy bạn sẽ được promote được lên làm cái team leader. Đấy. Team leader ở đây làm gì? Team leader ở đây thì họ có trách nhiệm họ quản lý member trong 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 team của họ. Mình lấy ví dụ khi bạn làm trong một dự án là lớn có khá nhiều người, ví dụ là từ tầm 10 người trở lên thì ở trong dự án là mình nên chia theo những cái sub team. Có thể nhỏ hơn hoặc tầm độ 6 7 8 người cũng đã chia sub team rồi. Nhưng đây mình sẽ lấy là ví dụ là tầm trên 10 người thì mình sẽ chia ra hai sub team chẳng hạn. Một sub team là do ông team lead back end quản quản lý và một ông do ông front end là quản lý. Thì những ông là team lead đấy thì ông ta sẽ làm gì? Thứ nhất là ông ta sẽ phải làm nhiệm vụ là trước khi bắt đầu một công việc nào đó, ông ta sẽ phải nghiên cứu và xem khả năng công việc này có thể giao được cho dev nào để có thể hoàn thành. Đấy. Không phải là có task, cứ có task là giao cho bất kỳ người nào là người đó cũng hoàn thành rồi nhá. Cái đấy bạn nếu bạn ai nào đã bạn nào đang hiểu như vậy là điều hơi bị sai lầm nhá. Tại vì sao? Tại vì task có task dễ, task khó.
Và đối với những bạn junior dev ấy, chỉ hầu như các bạn chỉ giải quyết được những cái task nào liên quan đến task rất dễ hoặc những task hơi hơi khó một chút thôi, và những cái task kiểu như là thích thời gian hơn, nghiên cứu hơn một chút, chứ nếu làm có task khó quá thì các bạn cũng không thể làm được đấy. Còn sau khi mà ông team lead ấy, ông đánh giá được cái task nào khó rồi thì ông assign cho người hợp lý, ông assign cho những ông senior dev này, assign task cho những ông junior dev, và những ông dev đó sẽ dựa vào cái task được assign và tự động estimate cái thời gian mình hoàn thành. Là mình estimate đây nghĩa là gì? Có nghĩa là mình phải đi đánh giá là xem cái task này của tôi làm bao mất bao nhiêu lâu, và tôi sẽ commit, có nghĩa là tôi sẽ hứa với PM là sẽ làm trong khoảng thời gian này, khoảng thời gian kia, bao nhiêu lâu thì tôi sẽ deliver được cái sản phẩm này cho đội tester để họ verify đấy, vân vân. Thì ông team lead đấy là một ngày chắc chắn ông sẽ không thể nào làm full day được đúng không? Thì ông phải bỏ thời gian ra, ông đi giao task cho những member này, hay ông phải là người review code của team member của mình đấy. Có nghĩa là đồng nghĩa với việc là khi mà đội dev submit bất kỳ một module nào cho đội tester thì đảm bảo tất cả các code phải được verify bởi đội đội QA bên, bên QA team của công ty. Đấy. À đâu, sorry, thì khi mà đội dev hoàn thành xong thì họ sẽ assign sang cho đội tester, thì đội tester sẽ verify bug. Đấy. Thì khi thì khi mình deliver cho đội tester rồi thì đảm bảo là tất cả các code đều được review, và các bug trong unit testing thì đều được fix. Ok. Thì khi bạn đã ở cái level team lead thì chúng ta lúc đó chúng ta sẽ có hai cái lựa chọn. Đấy. Nếu bạn có kỹ năng quản lý tốt thì bạn có thể đi theo cái ngành nghề là ngành quản lý dự án, là project manager. Đấy. Nếu bạn đi theo cái project manager thì đầu tiên level đầu tiên nó sẽ là junior project manager. Đấy. Thì những ông junior project manager sẽ làm gì? Ông ấy cũng sẽ quản lý dự án nhưng phải có sự hỗ trợ của những người nào mà project manager cứng hơn để hỗ trợ và guide cho những ông junior. Tương tự như ông junior dev thôi. Thì ở đây ông PM cũng vậy, ông junior PM cũng vậy. Có nghĩa là ông ta có ít kinh nghiệm nên phải cần những người nào mà senior PM, người ta có nhiều kinh nghiệm hơn, người ta truyền lại cho thông tin, kiến thức và những cái tình huống hay xảy ra nhất cho từng dự án. Đấy. Còn nếu bạn không đi theo ngạch quản lý thì bạn có thể vẫn đi theo ngạch technical. Thì ngạch technical ở đây thì chúng ta sẽ có cái gì? Chúng ta sẽ có là từ team lead chúng ta có thể xin thành system architect. Đấy. System architect ở đây nghĩa là gì? Có nghĩa là ông này sẽ chuyên chuyên trị đi làm các giải pháp cho các dự án, đội dự án. Có nghĩa là gì? Khi chúng ta nhận được một cái yêu cầu của bên phía khách hàng thì ông system architect này, tôi sẽ gọi là SA ở đây nhé, thì ông SA này sẽ làm nhiệm vụ là đi nghiên cứu yêu cầu của khách hàng, sau đó vẽ ra được các diagram, các luồng hoạt động như nào này, hay là cách deployment server ra làm sao này, và cuối cùng ông ấy sẽ quyết định solution là chúng ta sẽ làm gì cho dự án này và dùng công nghệ nghệ gì. Đấy. Về cơ bản là vị trí SA này thì nếu bạn làm ở những công ty lớn ấy thì chắc chắn ví dụ như F-Shop ấy thì nó sẽ có vị trí SA khá rõ ràng. Còn những công ty nào mà nhỏ nhỏ một chút thì là vị trí này hầu như nó sẽ được mix với cái vị trí là cái team lead. Ok. Và back lại cái phần ngạch quản lý, nếu bạn là junior project manager rồi thì chắc chắn là nếu bạn tốt và có nhiều kinh nghiệm thì bạn sẽ được phát triển lên thành senior project manager. Ok, thì khi bạn làm senior project manager rồi thì chúng ta sẽ làm gì? Thì ông senior này, PM này, ông sẽ có khá nhiều việc để xử lý. Thứ nhất, ông ấy sẽ quản lý ít nhất từ hai dự án trở lên cùng một lúc. Tại vì sao? Tại vì ông ấy có khá nhiều kinh nghiệm và ông ta biết cách xử lý sắp xếp công việc như nào cho hợp lý, nên ông ta sẽ được assign nhiều dự án hơn so với người thông thường. Đấy. Chắc chắn là nếu bạn phải xử lý được multitasking, có nghĩa là bạn phải xử lý được rất nhiều công việc cùng một lúc thì bạn mới được đánh giá là level bạn là senior PM.
Ok đúng không? Hay là tiếp tục là cái ông senior PM này phải làm nhiệm vụ nữa là ông sẽ phải đi guide, phải đi hướng dẫn được cái ông junior PM xử lý tốt cả tình huống. Đấy. Ok. Thì qua video này thì mình đã chia sẻ các bạn là cách lộ trình thăng tiến của một developer. Thì thực ra mình khi bạn dừng ở mình dừng ở cái chỗ senior PM đây thì nó cũng là chưa đúng 100%. Tại vì sao? Ở cái phần nếu mà bạn làm senior PM ấy, thì bạn có thể phát triển lên để thành program PM này hay là tương tự lên là CIO, CTO vân vân. Thì ở đây mình sẽ không nói thêm vấn đề đấy. Thì mình nghĩ là những cái job như hiện tại, những cái title như hiện tại đây là khá đủ, và lộ trình thăng tiến các bạn nếu bạn đạt được một trong những target ở trong cái slide này của mình ấy, thì mình nghĩ là cũng khá ok rồi. Bạn có thể làm PM, Junior hay Senior hoặc bạn làm Tech Lead. Đấy. Theo mình thì cá nhân mình thì ngành nào cũng tốt và bạn 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 sẽ lựa chọn ngành theo cái sở thích của mình ấy, chứ đừng theo bị ép buộc hay là vì người này tôi sẽ chọn ngành này, vì người kia tôi chọn ngành kia. Như vậy thì không nên, đúng không? Ok, thì mình hy vọng video này sẽ hữu ích cho các bạn. Sau khi kết thúc video này ấy, thì các bạn cũng hiểu thêm được là và biết thêm được lộ trình thăng tiến của mình ra làm sao và sau bao nhiêu lâu thì chúng ta sẽ được thăng tiến. Ok, mình cảm ơn và hy vọng video này sẽ hữu ích cho mọi người. Bye bye và hẹn gặp lại. Nếu bạn nào có câu hỏi ấy, hoặc là comment thì các bạn thể comment ở trong section của video này nhé, hoặc các bạn có thể gửi mail trực tiếp cho mình sẽ cố gắng trả lời các bạn sớm nhất. Ok, xin chào tạm biệt.